mong cuối anh em lên cho mình cái giáp hồi máu nha. À nhầm, giáp hồi sinh chứ, giáp hiện hằng á. Mất giáp hiện hằng thì có thể cân nhắc lên cái bố rìu sát hằng. Rồi được rồi. Đấy, sâu cho anh em coi tem nó như thế nào ha. Đều là người chơi lâu rồi. Nói chung trận này bình thường máy tôi lắc lắm, nên chắc chắn là sẽ không được ok rồi. Tôi không nói mình hay nhưng mà chắc chắn là chơi sẽ không được bình thường rồi. Enemy.
vì một sự cố hết sức lực cười y như lúc trước vậy á, lại bị tải nhạc không được, nói chung là không có lồng vào video được rồi. Thôi video này không có nhạc rồi, mình không ghép ngay từ lúc đầu đâu, mà mình sẽ ghép ngay cái khúc, cái đoạn mà 4 phút 59. Ôi giời ôi, ôi máy nó loạn cảm ứng rồi, khó chịu ghê. Nó nóng tí xíu là nó loạn cảm ứng à. Loạn tức là nó bấm tùm lum tà la á, đâu có đụng chạm gì đâu, nói chung là nó vậy á. Loạn rồi còn liền cảm ứng nữa. Nè khúc này nè, tôi bắt đầu ghép nhạc vào khúc này nè. Cái bài mà tôi ghép là cái bài Shoot Out. Khúc này nè, khúc này tôi ghép vào nè. Ôi mẹ này. Nè, lấy hai cái này mà nó cũng không chịu luôn. Vậy là lại bị lỗi, thôi kệ. Tốt video, tối tôi còn có việc nữa. Tôi, trời ơi, tôi quá trời việc luôn, không rảnh đâu. Nên tôi làm được video là tôi up video đó à. Trận này trận đầu tiên tôi chơi Aram. Nói chung là đánh máy nó cũng chán chứ các bạn. Đánh máy nó cũng chán lắm. Nên là vô Aram trận thiệt nó thiệt. Mình cũng nhớ Free Fire lắm. Mà gì máy yếu quá. Chịu thôi. Có mọi người xem video nha. Mà bấm tặng cái video không được nữa.